Hôm nay Bộ Y tế vừa cho phép Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng vaccine Sinopharm của Trung Quốc. 1 triệu liều vaccine Verocell của hãng Sinopharm đã được cơ quan chức năng kiểm định chất lượng, cấp giấy chứng nhận xuất xưởng, sinh phẩm y tế số nên đủ điều kiện sử dụng. Thông tin trên được đề cập trong văn bản về việc sử dụng vaccine Verocell do Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường gửi Ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm qua, ngày 10 tháng 8. Trước đó, ngày 31 tháng 7, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dược Sài Gòn, Công ty Sifacal đã tiến hành thủ tục nhập khẩu thông quan tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và tiếp nhận 4 lô vaccine có tổng số lượng là 1 triệu liều. Cơ sở sản xuất là Beijing Institute Biological Production của Trung Quốc thì bảo quản tại kho của công ty. Sau đó, Viện Kiểm định Quốc gia vaccine và sinh phẩm y tế kiểm định chất lượng và cấp các giấy phép chứng nhận xuất xưởng vaccine, sinh phẩm y tế số nên đủ điều kiện sử dụng. Thì tại buổi họp báo về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn ngày 3 tháng 8, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ông Dương Anh Đức cho biết thành phố vừa nhận 1 triệu liều vaccine Verocell Sinopharm. Sau khi kiểm định chất lượng, thì thành phố sẽ sử dụng vaccine Verocell như các loại khác với tinh thần là tự nguyện và miễn phí, ai đồng ý mới thực hiện. Thì trong văn bản gửi Bộ Y tế ngày hôm ngày 8 tháng 8, Ủy ban Nhân dân thành phố cho hay là toàn bộ 5 triệu liều vaccine Verocell được nhà tài trợ tặng để tiêm cho người dân thành phố. Tuy nhiên, dịch bệnh diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương trong khi lượng vaccine chưa đáp ứng kịp. Vì vậy, thành phố đề nghị Bộ Y tế cho phép được san sẻ với một số tỉnh thành có nhu cầu. Thì trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã có văn bản đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh cho mượn tạm 500.000 liều vaccine Sinopharm để tiêm cho các nhóm ưu tiên. Thì theo Bộ Y tế là căn cứ quyết định của Bộ trưởng Y tế phê duyệt có điều kiện vaccine cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19 trên cơ sở là đề nghị nhập khẩu vaccine của công ty Sifacal. Cục Quản lý Dược đã đồng ý để công ty này nhập khẩu 5 triệu liều vaccine COVID-19 Verocell. Thì Bộ Y tế cho biết là vaccine Verocell sản xuất tại cơ sở Beijing Institute of Biological Production tại Trung Quốc thì đã được Tổ chức Y tế Thế giới WHO phê duyệt nằm trong danh sách dùng khẩn cấp để phòng chống dịch COVID-19. Thì vaccine này cũng được nhiều nước sử dụng.